Hôm nay mình sẽ đạo diễn món thịt băm xào cùng với hành khô, sả và hành lá liệu như trên màn hình. Cốt lõi là thịt này thì nấu rất là đơn giản. Cái công băm thịt đâu? Sả và hành phi xào thật thơm lên, sau đó cho thịt vào xào khi thịt săn lại. Mang gia vị sẽ gồm có một ít dầu hào, nước mắm, hạt nêm, tiêu bắc. Sẽ cho thêm một ít xôi và nó đánh tan gia vị. Món này thì rất là dễ làm, nguyên liệu đơn giản và công băm thì hơi tốn thời gian một chút. Ta sẽ cho thêm một ít mỡ. Thịt này mình sử dụng thì không được nhiều mỡ nên hơi khô. Cho thêm một ít mỡ. Và khi mà thịt đã đảo săn thì ta sẽ cho thêm một ít sả như và sau đó cho cái gia vị đã chuẩn bị vào đảo đến khi ngấm gia vị và có mùi thơm như là tí màu vàng. Sau khi thịt đã ngấm gia vị thì bước cuối cùng chúng ta sẽ cho hành lá vào và một ít gia vị tiêu nữa là món ăn đã xong. Và nấu món thịt băm thật đơn giản, là nhanh gọn, không cầu kỳ phức tạp mà cho mình món ăn rất là ok. Cảm ơn các bạn nhé.